Chương 8 hết Khôi cố giải thích Em đoán chắc là anh ấy vừa ở đây Ngay chỗ có chiếc khăn này Việc ngã xuống hố Bị thương ở bắp chân Chính em trái cái chăn này cho hắn nằm Rồi kêu các ông lại Bây giờ không hiểu tại sao Hắn lại biến đâu mất Người y tá đi cùng Linh Mục Theo Khôi đều không hiểu nổi điều gì đã xảy ra Ông y tá tỏ vẻ bất mãn cầu nhầu Chuyện gì mà kỳ cục vậy mấy cậu trẻ tuổi chỉ hay bài đặt đêm hôm đi đến thức người ta dậy lặn lội hàng cây số tới đây để chỉ thấy có cái chăn không thấy nạn nhân đâu cả vị linh mục chợt cúi xuống nói ô này có một bình nước và cái ly bằng nhôm chắc cậu ấy đã đem những thứ này ra đây phải không chắc cậu đã đem những thứ này ra đây phải không khôi đáp dạ thưa phải em đem nước và thuốc aspirin ra cho hắn uống ông y tá khác cậu nói bạn cậu bị thương ở chân không lẽ bây giờ cậu ta trở dậy được và đi chơi một vòng khôi ấp úng thưa em cam đoan với ông mà chắc đã có chuyện gì đây hay là hắn bị bọn buôn lậu bắt đi rồi ông y tá lắc đầu lại chuyện tưởng tượng và quay sang vị linh mục ông ta tiếp linh mục có tin chuyện bắt cóc trẻ con không vị linh mục điềm đạm nói tôi chưa hiểu ra sao tôi có biết tiếng tư môn mà cậu này nói là đã giam giữ một viên đội thương chánh tôi nghe tư môn là một tay buôn lậu nhưng không chắc rằng hắn lại dám liều lĩnh bắt cóc người ta để phi tang nhân chứng chắc hắn cũng có điều rắc rối chi đây khôi nài nỉ em xin linh mục và ông y tá theo em lại nhà tư môn xem có bạn em ở đấy không xin hai vị giúp em với em không thể bỏ bạn em được Nước mắt Khôi rừng rừng chảy Trước mặt hai người không tin ở lời nói mình Khôi mất cả tự chủ Anh bật khóc nức nở Lời nói khẩn khoản và nước mắt của Khôi Làm vị Linh Mục ái ngại Ông đặt tay lên vai Khôi Còn có chắc không? Có thật tư môn hiện giấu giữ viên đội thương chánh Và bắt cóc luôn cả bạn con nữa Nếu như con nói sai thì sẽ phiền phức lắm đó Khôi chưa dám trả lời, anh không mê ngủ, dĩ nhiên rồi. Vì rõ ràng anh đã thấy viên đội thương chánh bị trói chặt dưới hầm nhà tư muôn. Còn việc, người bạn chí thiết của anh, thật tình anh chưa biết rõ ra sao cả. Viên y tá đứng lặng chờ câu trả lời của Khôi. Anh ta lắc lắc chiếc túi đựng thuốc mà ông sách vội theo, với vẻ sốt ruột. Khôi ngạn ngào nói, xin linh mục tin con, viên đội thương chánh bị giam ở trong hầm của nhà tư môn. Còn việc bạn con thì hắn mới vừa ở đây Nói rồi Khôi ngồi bệt xuống chiếc khăn trải trên cỏ Nơi việc vừa nằm, bừng lấy mặt khóc Vị Linh Mục nhẹ nhàng kéo Khôi dậy Đứng lên, con đừng vội thất vọng Chúng ta cùng lên nhà tư môn xem sao Phả lại ông xã trưởng đã được loan báo Và chắc ông cũng đã tin cho đồn thương chánh biết rồi Có thể chúng ta sẽ gặp họ trên đường Nào đi, viên y tá lặng lẽ đi theo cả ba men sườn núi trèo lên con đường dốc ngôi nhà tư môn im lìm ẩn bóng sau mấy bóng cây phía trên đầu họ chợt ông y tá reo lên ồ có một cái áo khôi giật mình nhìn chiếc áo lẩm bẩm áo này là của em đây sao lại rơi ở chỗ này được một ý nghĩ lóe sáng trong óc khôi thôi đúng rồi chiếc áo này em đã đắp lên cho việc khỏi lạnh các hắn cố ý để rơi ở đây để làm dấu cho em tìm hắn viên y tá hoài nghi nhìn khôi thầm nhủ rằng khôi lại bày đặt thêm cho câu chuyện bắt cóc có vẻ xác thật triều núi dốc này người khỏe mạnh trèo lên còn vất vả thay huống hồ còn khiêng theo một người bị thương nữa làm sao leo cho nổi ông y tá chưa kịp nói ý nghĩ ấy ra thì một tiếng súng nổ chát chúa vang lên tiếp đến tiếng kêu chói lói Vĩ Linh Mục và ông y tá trèo vội theo khôi, nhảy lên mặt đường. Từ chỗ ấy đến nhà tư môn còn cách chừng một trăm thước. Khôi cắm cổ chạy tới và đứng sững người nhìn những hoạt cảnh diễn ra trong bóng tối như một giấc mơ. Hai bóng người vừa chạy vừa khó nhọc khiên một phát nặng. Tiếng kêu lại nổi lên. Cứu tôi, cứu tôi với! Khôi hiểu ngay, bọn buôn lậu đang đưa người đội thương chánh đi. Chúng lẳng ông ta vào trong xe, chỗ chở hàng, rồi leo lên mở máy phóng hút vào đêm tối. Vừa lúc ấy, lại nghe có tiếng xe hơi tiến đến. Tiếng xe của nhà binh rồi nhiều người xuất hiện, lặng lẽ bao vây nhà tư môn. Họ có chừng 10 người và một sĩ quan chỉ huy đang ra lệnh bằng những hiệu tay. Khôi có cảm tưởng như mình đang nằm mơ thực Khôi có cảm tưởng như mình đang nằm mơ thật tại sao những đội viên thương chánh này lại không cứu đồng nghiệp của họ tại sao họ không đuổi theo bắn vào chiếc xe vừa tẩu thoát hay hòn ngại nếu bắn nhở trúng nhầm bạn của họ hoặc họ, họ đã có một kế hoạch sẵn rồi từng ấy câu hỏi cứ rồn rập trong ốc khôi anh tiến lại nhà tư muôn và lọt vào bên trong dưới ánh đàn dầu anh thấy tư muôn và một người lạ nữa lấm lét đứng cạnh chiếc tủ có hai viên đội thương chánh cầm súng lục canh hai bên Tư Muôn không buồn nhìn Khôi khi anh bước vào nhà. Tên đồng lõa của hắn hoàn toàn lạ mặt. Thanh ngồi khóc sụt xịt trên một chiếc ghế gần đó. Khôi ái ngại muốn tới gần an ủi nhưng lại không dám. Cùng lúc ấy anh thấy trong góc phòng một bóng người nằm dài trên chiếc chõng tre, mặt tái xanh như một xác chết. Người ấy là Việt. Khôi chạy lại. Việt, trời ơi, Việt! Anh quỳ xuống chân bạn khóc ròng Việc trả lời cô đi, việc còn sống đấy chứ. Không ai trả lời. Khôi ngước mắt lên nhìn viên y tá. Lúc ấy đã tới gần bên hỏi. Bạn tôi có chết được không ông? Ông y tá lắc đầu. Không, cậu ấy ngất đi đấy. Chẳng sao đâu, để tôi chích cho cậu ấy một mũi thuốc. Và cứ để cho cậu ấy nằm nghỉ. Tôi sẽ chăm sóc luôn cả chỗ vết thương. Vết thương có nặng không ông? Chỉ bị rách thịt thôi, chưa hề gì ông vỗ vai khôi mỉm cười sẽ có một vết sẹo dài để làm kỷ niệm khôi thở dài nhà nhõm anh tiến lại vị linh mục thì thầm xin linh mục săn sóc cho cô bé kia cô ta tên là thanh và hoàn cảnh rất đáng thương bên ngoài có tiếng còi tiếng chân chạy rầm rập tiếng động cơ xe hơi nổ và tiếng ra lệnh sắc gọn của viên chỉ huy tất cả xáo động một cách cấp bách viên sĩ quan bước vào hỏi khôi phải cậu là người khám phá ra ổ buôn lậu này không theo tôi mau lên chưa hiểu rõ tình thế ra sao khôi cũng vâng lời theo sau viên sĩ quan leo lên chiếc xe chip đậu bên ngoài chiếc xe lao xuống con đường dốc lắc đảo dữ dội khiến nhiều lần khôi tưởng đã văng ra ngoài nhưng người lái xe là một tay cừ khôi xe vẫn phóng như bay trong đêm tối gió đêm quất ngược và mui vải phần phật và làm bạc hơi thở của bốn người ngồi trong xe. Người tài xế hai tay ghi chặt vào bánh lái, một đội viên cầm khẩu tiểu liên chỉ về phía trước, hướng đào tẩu của bọn đồng lõa tư môn. Và viên sĩ quan chỉ huy, với khôi, ngồi bằng hoàng không hiểu đang sống thật hay mộng. Viên sĩ quan hét vào tay khôi. Tôi có lời khen các cậu. Khôi giật mình, nhưng người chợt tỉnh một giấc mộng du, quay lại nhìn viên sĩ quan ông ta tiếp. Bạn cậu thiệt là can đảm và khôn lanh, nhờ có cậu ấy lập kế nằm lăn giữa đường nên bọn muôn lậu phải khiêng cậu ấy vào trong nhà và nhờ thế đã đủ thì giờ cho chúng tôi đến kịp. Mặc dù vậy, có hai tên đã mang được anh Giang, một đội viên thuộc đoàn 22 của chúng tôi ra xe chuồn mất. Chúng hiện tìm cách qua biên giới nhưng chúng ta sẽ đuổi kịp. Lời nói của viên sĩ quan làm khôi phấn khởi, anh thầm nghĩ. Như vậy kẻ cũng không đến nỗi uổng công Chỉ mong sao cứu kịp thời viên đội thương chánh Là khỏi còn ân hận gì nữa Người lính ngồi phía trước quay lại báo cáo Bọn chúng đã bỏ xe Chúng biết bị đuổi theo nên lũi chạy vào rừng Khôi cố nhìn xem bóng bọn buôn lậu chạy trốn qua tấm kính trắng gió. Nhưng anh không thấy gì. Chiếc xe chip bỏ đường thẳng chạy rẽ xuống đồng cỏ. Viên sĩ quan ra lệnh cẩn thận chúng ta sẽ bắt được chúng vì muốn vượt biên giới chúng còn phải băng qua một vũng lầy và nhiều suối nhỏ báo cho toán tuần cảnh ở phía này biết khôi để ý thấy người lái xe nhấn một nút bấm trên chiếc máy nhỏ gần tay lái lấp ống nghe vào tay viên sĩ quan tiếp nói với họ phục sẵn bên kia rừng án ngữ đường qua biên giới và không được nổ súng trước khi có lệnh người tài xế truyền lệnh đó đi chiếc jeep ngần lại trên một đám đất ẩm phía trước là bãi lầy cỏ nước mọc um tùm chiếc xe của bọn buôn lậu nằm lùi đầu vào đám cỏ khôi vừa chỉ tay về phía đỏ cho viên sĩ quan thấy thì một ngọn lửa bùng lên người lái xe kêu chúng đốt xe bọn đồng lõa của thương buôn đốt xe thật chúng định tiêu hủy tất cả trước khi bỏ trốn khôi thấy bóng chúng đang chạy viên sĩ quan bắn một phát chỉ thiên lửa cháy ở chiếc xe mỗi lúc một lan rộng vì xăng chứa ở bình chảy ra. Khôi bỗng chợt nhớ đến người đội thương chánh, nạn nhân của bọn buôn lậu hiện còn bị trói ở trong xe. Nếu không cứu gấp, tất ông ta sẽ bị thiêu sống. Khôi nghĩ phải đi ngay mới được, đó là bổn phận của mình. Và anh phóng mình vào đám lầy đất, bất chấp lời gọi của viên sĩ quan và tài xế. Lúc này không gì cản nổi Khôi được. Anh chạy như bay chạy qua từng vũng nước, từng mô đá và đến gần chiếc xe đang cháy. Lửa nổ lép bếp dưới sàn xe sắp lan tới đầu máy. Trong thùng xe phía sau, Khôi thấy viên đội thương chánh bị trói đang cố sức giải dụa. Anh xông vào giữa đám khói mù mịt, nắm áo ông ta và cố sức kéo trở lui. Quanh Khôi, lửa nóng hừng hực, kéo được nạn nhân ra khỏi đám cháy, tới một khoảng đất khô, Khôi đặt xuống, nâng đầu ông ta lên viên đội thương chánh mở mắt nhận ra được khôi đang cúi mình nhìn xuống hắn gượng theo thào cảm ơn em em vừa cứu sống anh đó rồi ông ta lả người ngất liệm viên sĩ quan và tùy thuộc của ông hốc tấp chạy tới họ dìu cả hai bước ra xe vì khôi lúc ấy cũng mệt muốn đứt hơi đứng không vững lúc ấy đã vào khoảng 4 giờ sáng phía chân trời ánh hồng dương đã lờ mờ tỏ hiện Hồi nhắm mắt lại, những hình ảnh hiện ra trong óc anh, cờ lại tất cả những sự việc xảy ra trong vòng mấy ngày nay. Anh nghĩ tới việc bị thương nằm dài trên chiếc chõng ở nhà tư môn. Đánh thanh, cô gái bé bỏng đáng thương, đang khóc nức nở. Cũng may còn có vị linh mục ở đó, ngài sẽ săn sóc lo liệu cho nàng. Rồi anh lại nghĩ đến các bạn ở Đô Thành. Mai đây, anh sẽ cùng việc trở về với căn nhà ấm cúng của gia đình tìm lại bầu không khí yên ổn của phòng học, sống lại cuộc đời đàn sách của một thời học sinh chăm chỉ. Chiếc ship rú lên, quay mũi vượt lên đường. Khôi mở mắt, nhìn lại lần cuối cảnh núi non chập trùng. Đồng cỏ bao la miền biên giới đang dần dần thức tỉnh dưới ánh bình minh và cảm thấy tâm hồn thư thái sau những giờ phút sôi động vừa qua. Bạn đang nghe tủ sách tuổi hoa, loại hoa đỏ truyện bên đường biên giới hết